Những ngày gần đây, giới sưu tập nghệ thuật đang trộn rộn hẳn lên chỉ vì một trái chuối. Trái chuối được dính băng keo lên một bức tường trắng, và để sở hữu được em chuối và miếng băng keo này về dán lên tường nhà thì bạn cần bỏ ra 120.000 USD, tương đương 2,8 tỷ đồng. Trái chuối nghệ thuật này mang tên Chameleon, nghĩa là danh hài, do nghệ sĩ mới người Ý tạo nên. Phiên bản đầu tiên của trái chuối nghệ thuật này được một nhà sưu tầm nghệ thuật người Pháp giành lấy với mức giá 120.000 USD, và theo chủ sở hữu phần trưng bày, một phiên bản thứ hai của Chameleon cũng được bán với giá mức chóng mặt như vậy. Sau khi bán được hai trái chuối với giá 240.000 USD, hơn 5,5 tỷ đồng, nghệ sĩ và chủ sở hữu phần trưng bày đã quyết định tăng giá trị của trái chuối thứ ba lên 150.000 đô la, tương đương 3,5 tỷ đồng. Nhiều người cho đây là một trò đùa, tuy nhiên chủ phòng tranh quả quyết đây là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng nghiêm túc. Nghệ sĩ đã làm việc vô cùng chăm chỉ cho tác phẩm này từ tận năm ngoái. Anh đã cẩn thận dành nhiều thời gian để xem xét mọi khía cạnh của tác phẩm này, từ hình dạng của trái cây đến góc độ được dán vào tường, cho đến kích thước của bức tường. Anh thậm chí còn cân nhắc sử dụng một quả chuối giả. Anh đã tạo ra một số mô hình, đầu tiên là bằng nhựa, sau đó là bằng đồng và bằng đồng sơn. Cuối cùng, anh trở lại với ý tưởng ban đầu là sử dụng một quả chuối thực sự. Chỉ với một quả chuối được dán lên tường bằng một miếng băng keo thôi, nhưng đây lại là tác phẩm nghệ thuật độc đáo và đắt tiền này đang vô cùng trending trên mạng, thu hút một lượng lớn người xem đến chụp ảnh và check-in đấy.